Dương Dương đẹp hoàn hảo từ bé tới lớn, người chưa biết xấu là gì. Chúng tôi tin chắc rằng Dương Dương không còn là cái tên xa lạ với nhiều khán giả, dù sao thì anh cũng là một diễn viên sở hữu độ hot cực cao từ xưa tới giờ. Dương Dương sinh năm 1991, tốt nghiệp khoa vũ đạo, học viện nghệ thuật quân đội. Nhiều năm thêm nghề múa đã rèn luyện cho anh tầm lưng thẳng đứng, tư thể giảng đi của nam diễn viên vẫn luôn ngay ngắn chỉnh tề, tạo cho người nhìn cảm giác tràn đầy năng lượng. Không thể phủ nhận, dù xuất hiện trong tạo hình hiện đại hay cổ trang thì nhan sắc của Dương Dương vẫn luôn làm bao chị em phải say mê quên nổi về. Và hơn thế nữa anh chàng còn được biết đến là một trong những nam thần đẹp trai từ bé. Nhìn những hình ảnh xưa kia của Nam Minh Tinh, ai mà không phải tầm tắc khen ngợi cơ chứ. Đúng là chàng trai khó bảo cần được bảo tồn. Từ nhỏ ngũ quan của Dương Dương đã rất thanh tú. Hơn nữa anh còn sở hữu một đôi chân dài tới nách, làm bao người ghen tị. Dương Dương của năm 7 tuổi đã là một cậu bé điển trai vô cùng dù là đường nét hay góc cạnh khuôn mặt đều không thể chê vào đâu được tiểu dương dương mỉm cười trong đáng yêu làm sao 10 năm trôi qua dương dương của tuổi 17 tăng thêm phần anh tuấn mái tóc gọn gàng nụ cười tỏa nắng tràn đầy năng lượng tích cực tuổi 18 tuổi trưởng thành của một con người lúc này ngũ quan của dương dương cũng dần trở nên sắc nét hơn theo chúng tôi được biết thì đây cũng là tuổi đánh dấu con đường hoạt động nghệ thuật của những năm đầu tiên của anh chàng một tác phẩm tân hồng lâu mộng giúp nam diễn viên nhận được giải người mới xuất sắc nhất Nhìn một Dương Dương thành công như ngày hôm nay, ít ai biết ước mơ ban đầu của anh trở thành một huấn luyện viên múa nổi tiếng. Cũng chính vì vậy, Dương Dương đã dành hết tâm sức cho việc học múa trước năm 16 tuổi. Anh chàng mang về vô số thành tích xuất sắc trong những năm tháng theo học đại học. Thế nhưng đứng người không bằng đúng thời điểm, trong một lần tình cờ, đạo diễn Hồng Lâu Mộng nhìn trùng Dương Dương, mời anh đảm nhận vài diễn giả Bảo Ngọc trong phim, mở ra con đường chuyển mình sang diễn viên sau này. Sau sự thành công của Hồng Lâu Mộng, nam diễn viên bắt đầu ghi đậm dấu ấn bằng loạt tác phẩm như tài trái đạo mộ bút ký thiếu nữ toàn phong ghi tên mình vào hàng ngũ tử đại nêu nượng thời bấy giờ